Tam trùng tiên tri của Nostradamus, Vanga, Anan, nhân loại bước vào năm 2022 rất tối. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Điều gì sẽ xảy ra năm 2022 theo tiên tri của Nostradamus, Vanga, Abhijit Anand? Thời điểm đầu năm 2022 đến cũng là lúc nhiều người tìm hỏi về một năm 2022 sẽ như thế nào thông qua các lời tiên tri. Đó là lý do các nhà tiên tri như bà Vanga mù hay Nostradamus lại xuất hiện nhiều trên các trang tìm kiếm của Google. Đặc biệt là cả ba nhà tiên tri dù sống khác thời đại, Nostradamus sống ở thế kỷ 16, Vanga sống ở thế kỷ 20, thần đồng tiên tri Ấn Độ Anand sống ở thế kỷ 21 nhưng đều có chung dự báo về năm 2022 đầy biến động, u ám. Mời quý vị cùng xem họ tiên tri như thế nào về năm 2022. Đầu tiên là áng thơ của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. Trong cuốn sách trăm bài thơ của mình, Nostradamus đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau. Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa rơi trên bầu trời. Ngọn lửa ở đây được nhiều chuyên gia hiểu là một tiểu hành tinh ma sát với trái đất tạo thành quả cầu lửa. Năm 2022 có thể chứng kiến cảnh tiểu hành tinh va chạm trái đất. Nhà tiên tri người Pháp cũng viết rằng, không có tu sĩ nào lại biết được rằng mật ong đắt hơn nến và giá lúa mì lại cao đến vậy. Câu thơ này được các chuyên gia hiểu là thế giới sẽ trải qua nạn đói quy mô toàn cầu hoặc lạm phát khiến giá lương thực tăng cao. Theo Nostradamus, năm 2022 đầy biến động với sự trỗi dậy của AI, tiểu hành tinh va vào trái đất và nạn đói hoành hành khắp nơi. Mô tả cuối cùng của Nostradamus về năm 2022 đó là những ngọn núi cao dưới ánh trăng tròn chỉ có thể nhìn thấy bởi nhà thông thái. Các tông đồ của nhà thông thái ấy ai cũng bất tử, với mắt nhìn về phía bắc, cánh tay lên ngực và toàn bộ cơ thể của họ bốc cháy. Người ta tin rằng nhà thông thái ở đây chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và AI sẽ trỗi dậy, khống chế được con người. Thứ hai, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhijit Anand. Trong các video tiên tri của mình trên kênh YouTube, thần đồng tiên tri Ấn Độ Anand nói đến sự nghịch hành của sao Mộc vào tháng 6 năm 2021 và việc thiên thạch va vào sao Mộc vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 gây ra rất nhiều năng lượng tiêu cực cho thời gian kế tiếp. Vì vậy, giai đoạn từ tháng 12 năm 2021 cho đến tháng 4 năm 2022, nền kinh tế toàn cầu, chứng khoán, ngành hàng không, đại dịch COVID-19, tất cả sẽ có những ảnh hưởng và tác động nghiêm trọng. Abhijit Anand cũng dự đoán rằng thời tiết cực đoan nghiêm trọng vẫn sẽ xảy ra trên khắp thế giới vào năm 2022 và việc giảm sản lượng lương thực có thể sẽ gây ra tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi. Chưa hết, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 sẽ là khoảng thời gian đen tối của thế giới khi biến thể Omicron lây lan mạnh mẽ trên toàn cầu. Dự báo lạc quan là đại dịch COVID-19 sẽ bước vào giai đoạn cuối từ tháng 5 năm 2022. Khi đó, con người sẽ sớm thích nghi với đại dịch này khi chương trình tiêm vaccine được phổ biến ở khắp nơi. COVID-19 sẽ sớm giống như bệnh cúm mùa. Mới đây trên kênh YouTube có hơn 1 triệu người đăng ký của mình, thần đồng tiên tri Ấn Độ đã đăng tải một video với tiêu đề Omicron, rủi ro, lợi ích và dự báo về COVID-19. Trong video của mình, Anand cho biết vào ngày biến thể Omicron được báo cáo lần đầu tiên lên Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 24 tháng 11 năm 2021, cũng là thời điểm Mộc Tinh đi qua chòm sao Bảo Bình. Theo đó, Anand dự báo rằng biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn, nhưng có thể sẽ đem lại lợi ích về sau. Cả thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron trong 5 tháng, từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Trong 5 tháng này, biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng dịch bệnh vô cùng phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề kinh tế, sức khỏe và đời sống của người dân. Thời điểm tháng 3 và tháng 4 năm 2022 là cao điểm của dịch bệnh và khủng hoảng. Biến thể Omicron sẽ tràn lan trên toàn cầu. Đó là thời điểm mà sao thổ kết hợp với sao hỏa khiến cho vạn vật bị ảnh hưởng. Các quốc gia sẽ một lần nữa đóng cửa và người dân cũng bị kiểm soát nhiều hơn, thậm chí là phải áp dụng lệnh phong tỏa. Lần bùng phát dịch này, Mỹ và các nước châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, theo thần đồng tiên tri 15 tuổi, khi khoảng thời gian này qua đi, biến thể này sẽ mang lại lợi ích về lâu dài. Các nước trên thế giới đang tích cực phủ sóng vaccine COVID-19 một cách vô cùng nhanh chóng. Vì vậy, dù số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhưng số lượng ca qua đời có xu hướng giảm so với năm 2021.
Đây chính là dấu hiệu tích cực cho thấy đại dịch toàn cầu có thể được khắc chế. Sau khi vaccine được phổ cập đến từng ngóc ngách của xã hội, thì đại dịch này sẽ giống như là bệnh cúm thông thường, theo Anand. Tất nhiên, những tính xác thực từ dự báo của Anand về COVID-19 nói riêng và các vấn đề khác nói chung còn phải chờ thời gian quyết định. Nhưng tất cả chúng ta hãy hy vọng vào một tương lai tươi sáng khi mà COVID-19 không còn là nỗi lo của đất nước, của mỗi cá nhân. Thứ ba, nhà tiên tri mù Baba Vanga. Bức tranh thế giới năm 2022 thêm phần u ám khi nhà tiên tri mù người Bulgaria Baba Vanga nói rằng một loại virus chết người sẽ trỗi dậy sau hàng chục nghìn năm ngủ đông trên các dòng sông băng ở Siberia. Rất có thể virus cổ này sẽ gây ra đại dịch mới. Về thiên tai, bà tin rằng Úc và một số quốc gia châu Á có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Vì mất mùa, vì biến đổi khí hậu mà nhiều nơi trên thế giới sẽ trải qua nạn đói khủng khiếp. Chiến tranh xung đột có thể nổ ra vì thức ăn đồ uống. Riêng Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp khi các loài ký sinh phá hoại mùa màng tại quốc gia này. Không những thế, nắng nóng, nhiệt độ cao có thể khiến quốc gia này lâm vào khủng hoảng. Bà Vanga cho biết năm 2022 là năm trỗi dậy của rồng phương Đông. Bà Vanga cũng cho rằng năm 2022, con người sẽ chạm trán với người ngoài hành tinh và những sinh vật lạ kia không đến trong hòa bình như chúng ta vẫn tưởng tượng. Vì tàu của người ngoài hành tinh sẽ tấn công trái đất và chúng sẽ ném bom khắp thành phố và bắt giam người dân. Ngoài Nostradamus, Vanga và Anand, chúng ta hãy cùng xem các nhà tiên tri khác nói gì về thế giới năm 2022. Thứ tư, nhà tiên tri người Anh Craig Hamilton Packer. Nhà tiên tri người Anh Craig Hamilton Packer nổi tiếng nhờ vào những dự đoán đúng về Brexit và cuộc bầu cử của Donald Trump, được mệnh danh là Nostradamus mới bởi những tiên tri có phần u ám giống như nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. Về năm 2022, Craig Hamilton Packer đưa ra những dự đoán như sau. Về mặt kinh tế, Packer cho biết tình trạng bất ổn kinh tế và xã hội sẽ tiếp tục diễn ra vào năm 2022. Về thời tiết, Packer cho biết thế giới sẽ chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn vào năm 2022, sẽ có nạn đói lớn ở châu Phi. Về dịch bệnh, Packer nói rằng dịch sẽ không kết thúc vào năm 2022 và virus sẽ cùng tồn tại với con người. Về chính trị, Packer cũng nhận thấy một số thay đổi trong chính trị Mỹ vào năm 2022. Tổng thống hiện tại Joe Biden có thể rời Nhà Trắng sớm hơn vào năm 2022. Và nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ của Biden sẽ không đủ 4 năm. Nhưng Packer không biết ai sẽ thay thế ông Joe Biden trong tương lai. Ông cũng dự đoán những thay đổi lớn trong nền kinh tế Mỹ trong những năm tới. Xa hơn nữa, Packer đã dự đoán về ngày tận thế. Ông cho biết vào thời điểm mặt trời mở rộng thành một người khổng lồ đỏ và nuốt chửng trái đất, nhân loại sẽ tiến hóa để nhận ra rằng thực tại duy nhất là ý thức và ý thức bắt nguồn từ thế giới lượng tử. Điều này cho phép con người biến đổi thành siêu sinh vật, có sức mạnh tinh thần, có khả năng sống bên trong mặt trời. Thứ năm, tiên tri của người Maya. Người Maya dự đoán rằng năm 2022 sẽ là năm quan trọng nhất. Họ tin rằng thập kỷ từ 2012 đến 2022 là thời kỳ giám sát của đấng tối cao với nhân loại. Và năm 2022 là năm cuối cùng của thời kỳ đó. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.